Buãn sẽ cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì em đã sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn thông tin chi tiết về một mẫu xe Land Rover Range Rover Evoque phiên bản Dynamic, sản xuất là 2013, đăng ký lần đầu là 2015, đăng xe đăng ký tên tư nhân. Biển Hà Nội cực kỳ đẹp. Đáng để anh chị và các bạn quan tâm. Với chiếc xe này hiện đang có mặt tại cửa hàng Dương Vĩnh Auto, địa chỉ đơn vị là số 16 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bào trách test toàn quốc. Anh chị bạn có thể mang ra hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra sai cam kết đơn vị nhận lại xe hoàn lại tiền cho các bác. Tất cả các cam kết đều trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm và chọn lựa xe. Với biển số của chiếc xe thì cũng rất là đẹp. Từ phần sơn xi si đến phần nội thất của chiếc xe, mọi chi tiết của chiếc xe thì em sẽ quay đầy đủ để các bác có thể khám phá về tổng quan chiếc xe này. Dọc thân xe với những đường gân rồi là phần sơn xi, si, mâm nốp với hệ thống mâm đa chấu to bản. Cùng với hệ thống cam 360 đầy đủ ở trên mẫu xe này. Đầu xe thì nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi kết hợp với những chi tiết giải đèn nét định vị ban ngày cùng với hệ thống đèn sương mù dạng halogen mặt với tản nhiệt mọi chi tiết rất là góc cạnh của chiếc xe có ấn tượng khi nhìn vào đầu xe một mẫu gầm cao trong đô thị phục vụ cho anh chị và các bạn di chuyển trong phố thì một chiếc xe rất là để đáng để mình quan tâm với khả năng nó lên lên mà vỉa hè sẽ tốt hơn những tiện ích của chiếc xe thì nó cũng rất là nhiều với dòng này thì nó nổi tiếng rồi của thương hiệu anh quốc từ những cái đường LED uh, keo chỉ đến những cái phần uh, sơn xi -si của chiếc xe nó độ nguyên bản nó còn khá cao ạ. À. Từ những hệ thống đèn của chiếc xe nó vẫn còn trong sáng như này anh chị này. Sản xuất 2013 nhưng đăng ký lần đầu là 2015. Với không gian chứa đồ của chiếc xe cũng rất là rộng rãi, có hệ thống vách ngăn đầy đủ. Những chi tiết keo chỉ thì em luôn quay rõ để các bác có thể tham quan. Khi mua xe thì đơn vị đô khuyến khích khách hàng mang xe đi kiểm tra tại hãng hoặc một bên thứ ba anh chị và các bạn tin tưởng. Những đường nét nó rất là đẹp và góc cạnh. Nô plát của chiếc xe bốn quả như một còn rất là dày. Anh chị mua về sẽ tiết kiệm được khoản rất là nhiều đấy. Với những đường nét của chiếc xe thì em luôn quay rõ để các bác có thể tham quan qua. Khi xem qua rồi mà anh chị và bạn cảm thấy ưng thì có thể liên hệ em hoặc qua trực tiếp cửa hàng là số 18 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội hoặc là số 16, 16, 18 Nguyễn Văn Cử anh chị nhé. Tổng quan về hệ thống cửa sổ trời của xe trang bị này, hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh, rộng lớn, tạo ra cái không gian thoáng đẳng trong người ngồi phía sau với tiện nghi như là bệ tỉ tay, này cửa gió điều hòa. Những chi tiết kính được dán kính màu rồi. Thế là bên trong khoang lái của chiếc xe anh chị có thể thấy Đầu tiên là về những phần cánh cửa Có trang bị các phím điều chỉnh Nhớ ghế rồi là lên xuống kính Chỉnh gương và hệ thống loa Merion Với chất lượng âm thanh cao cấp Bật lên xuống với dòng chữ Range Rover Đây là những cái đường nét về tem mark của nhà sản xuất Mọi chi tiết đều trong tình trạng là nguyên bản anh chị nhé Đấy, những đường nét về ghế ngồi này, cái bên phụ này, chất lượng da rồi là các phím bấm với hệ thống cần số thu thò, cũng như là phanh tay điện tử, màn hình giải trí tích hợp la vi rồi là hệ thống cam vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng cùng với đàm thoại rảnh tay rồi là phím, phím tăng chỉnh âm lượng, cùng rất nhiều tính năng tiện ích khác được tích hợp ở chế mẫu xe này. Kể ra thì nó rất mất thời gian sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan một chút về phần máy móc của chiếc xe để anh chị bạn có thể thấy nhìn thấy tổng quan về chất lượng chiếc xe và giới thiệu anh chị và các bạn các bạn có thể thấy sơn si của chiếc xe nó vẫn còn trong độ bóng rất là cao đây là khoang máy của chiếc xe với những phần ốc bản lề rồi là những phần ốc răng đầu ốc khung xương những phần keo chỉ rồi những nỗ dập tròn của nhà sản xuất tất cả đều trong tình trạng nguyên bản đơn vị thì luôn cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị mà các bạn có mua nhu cầu mua xe thì có thể yên tâm xe hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn chỉ hơn 900 triệu là có thể sở hữu một mẫu xe sản xuất 2013 này và đơn vị sẽ có bảo hành cho anh chị và các bạn về khung gầm máy móc động cơ hộp số trên văn bản hợp đồng giấy tờ Nên các bác có thể yên tâm và chọn lựa xe. Em xin cảm ơn và gặp lại ở những video tiếp theo của mùa bán xe cũ.